Tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thương mại điện tử. Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng cho biết, Nghị định số 52 năm 2013 về thương mại điện tử là văn bản trực tiếp điều chỉnh các hành vi kinh doanh trên môi trường điện tử. Sau 7 năm thực hiện nghị định, cùng với sự phát triển và lan tỏa của công nghệ số, thương mại điện tử Việt Nam đã có nhiều bước tiến vượt bậc, góp phần tạo ra diện mạo và phương thức vận hành mới cho thương mại nói chung và nền kinh tế số nói riêng. Thứ trưởng Cao Quốc Hưng nhấn mạnh, việc xây dựng nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 52 hướng đến hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về thương mại điện tử để đáp ứng yêu cầu phát triển, đặc biệt trong bối cảnh thương mại điện tử là hoạt động thương mại hiện đại có tăng trưởng nhanh và mạnh mẽ, góp phần hướng đến phát triển kinh tế số và chuyển đổi số quốc gia tại hội thảo các chuyên gia cũng như các đại diện của doanh nghiệp đã thảo luận đưa ra những đánh giá đóng góp những ý kiến nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định